Mẹ không con làm sao con giờ được, bà không biết nói gì hết. Bé ơi, thiên ơi, chú chưa chết rồi, con yêu mới đây mẹ con qua Campuchia. Dạ, cô Trần xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn trong và ngoài nước. Thì hôm nay cô Trần tiếp tục tiếp nhận một thông tin, một chú cũng rất lớn tuổi về đây nhờ sự giúp đỡ của anh Nguyễn Thanh Hải cũng như cô Trần cùng với các anh em hiệp sĩ ở Bình Dương các bạn. Câu chuyện như thế nào thì kính mời cô chú anh chị và các bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Dạ xin phép, xin chào chú. Chú có thể chú giới thiệu là chú tên là gì và chú đang sinh sống tại đâu? Miền Bình Đông, sinh năm 1962, ở thôn Lộc Thuận, xã Nhân Hạnh, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Dạ, hôm nay chú về đây để nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nè. Nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm con tôi, nó mất tích vào sáng 1 giờ ngày, chiều ngày mùng 7 âm lịch, tới nay là ngày mùng 9, không có tin tức gì hết nữa. Tôi cũng vô đây, tôi cũng nhờ đội hiệp sĩ Thanh Hải tìm cứu con tôi về nhà, đó, xung hợp gia đình, tôi cũng cầu mong quý bà con tận tình giúp đỡ cho con tôi, không biết nói làm sao nữa. Dạ, chú có thể giới thiệu cho cô chú anh chị trên cộng đồng mạng biết rõ cái câu chuyện mà con trai chú là tên là gì và họ và năm nay là bao nhiêu tuổi anh chú? Con trai tôi là Nguyễn Minh Thiện, sinh năm 1991, quê ở thôn Lộc Thuận, xã Nhân Hạnh, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Dạ, vậy là con chú là trước khi mất tích này là có gia đình chưa chú? Có gia đình rồi, mới cưới vợ năm ngoái. Mà trước khi mất tích thì có biểu hiện gì bất thường không chú? Mất tích là nó buồn, nó cũng buồn, vợ chồng nó cũng xa nhau, nó buồn rồi nó mới bỏ nó đi nữa. Nó đi làm cho xa, cho vui, cho ở nhà, nó nghĩ nó rồi nó không vui sướng gì nữa, nó vậy nó mới đi. Dạ. Bây giờ đi ông đi làm anh mà giờ không biết chú không biết rồi, giờ sập vào hố dày tôi biết ngõ nào đấy. Trước khi đi mất tích thì con chú có đem theo những cái đồ đạc gì trong người không chú? Đem là bốn bộ quần áo với một cái điện thoại với một cái chứng minh. Dạ. Còn đem theo cái gì nữa không chú? Có tiền bạc, mũ với dép. Có tiền bạc gì không ạ? Tiền là 2 triệu với hầu nó đi, mẹ nó cho 600 nữa là 2 triệu 6. Dạ. Vậy là trước khi con chú đi mất tích như thế này, đến giờ phút này thì gia đình có biết con chú đi đâu không? Cái thời điểm bây giờ con chú có chia sẻ không? Không biết đi đâu, mà rồi nghe mấy người nó nói là thôi bây giờ con ông bị vô trong người ta bắt cắp bắt đầu, tôi nghe bắt cắp chứ tôi cũng đâu có biết cái gì. Vô đây mấy chú nói giờ đi qua Campuchia rồi, trời ơi. Chứ con qua bên đó tôi sợ nó động kinh, mà ông nên đây là nó ngã, nó chết ngã hai ba lần nên ép tim rồi nó chết liền. Chết trời ơi, con ơi con. Vậy là con chú trước khi đi bỏ đi mất tích như thế này là ở nhà đã bản thân là có bệnh động kinh. Nhưng là có bệnh động kinh trước rồi. Là bệnh này là từ lâu chưa chú? Đâu bệnh động kinh hầu nó 18 tuổi. Hầu này học lớp 9 rồi bắt đầu là nó bị là tôi đi chữa gì khắp cái tỉnh Bình Định. Tôi chỗ nào tôi cũng cho tôi đi rồi xeo thì cháu nó chỉ vô bệnh viện tâm thần thành phố Hồ Chí Minh á. Rồi khám mới tìm ra bệnh, rồi giờ nó uống là nó đỡ cơn vậy chứ nó không có hết được. Rồi nó cũng ráng đi làm tẩu lắm, nó siêng lắm, nó không có làm biếng đâu, chứ mà cái tánh nó cũng có nó thần kinh nó cũng hơi ngang nữa. Vậy là con chú trước khi đi là ở nhà rất ngoan đúng không ạ? Dạ, nó ngon lắm. Dạ, thường trước đây con chú là làm cái công việc gì? Nó là nó đi hàng ở đây này. Thợ hàn nha. Hàng ở đây là ở trong cái xưởng á. Năm ngoái là vừa đầu là Covid á. Rồi cả cái công ty Hoàng Gia rồi đó cũng không có công việc.
rồi sướng xỉn cũng không có luôn. Là nó làm con đâu có hơn tháng vậy, cứ làm 10 ngày vậy. Nó nói giờ cứ ở này anh chơi không xỉn buồn rồi vậy nữa. Cái nó mới đăng lên mạng, nó xin công việc làm. À, vậy là con chú trong cái thời gian hết dịch vừa rồi là mới đi xin làm việc làm đây. À, mới đi xin là sáng mùng 6 âm lịch tháng 9 này, mà sáng mùng 6 ngày mùng 6 đến âm lịch tháng 9. Bây giờ là bao nhiêu ngày rồi chú? Mà sáng mùng 6 là bữa nay mùng 9 là 4 ngày. À, hiện nay đi mất tích đến giờ phút này là 4 ngày. Mất tích là 3 ngày, mất tích là không liên lạc được là chiều mùng 7, 1 giờ rưỡi ngày mùng 7 tháng 9 tới mùng 9 này. Con chú trước khi đi là có đem theo điện thoại đi không? Có một cái điện thoại Samsung. Hiện nay là mình gia đình mình hoàn toàn là không liên lạc được. Dạ, không liên lạc được. À, giờ tôi bấm mấy cái số nó lại coi. Yeah. Không có liên lạc gì được rồi gì hết. Vậy là chú đã tìm kiếm con chú ở những đâu rồi? Tôi không có biết cái ngõ nào kiếm, mà nhờ cái con cháu mà là nó ở trong này á. Rồi nó nghe là hiệp sĩ Thanh Hải rồi cứu ngư rồi vậy, nó mới chỉ, nó nói rồi nó cho cái số điện thoại. Rồi hôm qua là con gái tôi nó điện là có chú Nghĩa Thanh Hải biết mấy, rồi nói là hẹn là 7 giờ sáng có tại bến xe Bình Dương. Đó, vậy là tôi vô hồi 4 giờ mà nhờ thằng cháu đây là nó chở. Nó chở mà hai chú cháu đi chở đi tìm chứ không có nó, tôi cũng bó tay, tôi không biết ngõ nào mà tôi tìm tới đây mấy chú được. Đó. Nãy giờ nhờ mấy chú cứu giúp cho con tôi chứ tôi không biết ngõ nào nữa. Chú hiện nay mong muốn nhất điều gì về con của chú? Tôi mong muốn nhất là quý chú làm sao mà đưa con tôi về đoàn tụ gia đình là lòng. Tôi mong muốn nhất cũng nhờ quý chú cũng từ thiện giúp cho con tôi. Chú có điều nào muốn chia sẻ trên video này, hy vọng là con chú đang ở đâu đó mà xem được cái video này thì con chú sớm tìm cách quay trở về hoặc liên hệ cho gia đình được không chú? Tôi cũng cầu mong quý bà con hội đồng trên mạng giúp đỡ tìm kiếm cho con tôi. Tôi cũng có gì hơn cũng chân thành là cảm ơn và cảm ơn quý cô chú ở trong đồng cộng đồng mạng giúp đỡ cho con tôi. Tôi cũng biết nói gì hơn nữa. Chú có điều nào muốn chia sẻ để cho con chú xem được cái video này, con chú sớm quay trở về không chú? Dạ, tôi cũng muốn là gặp con tôi, nhưng mà biết con tôi có gặp được hay không. Giờ ba ba mong con làm sao con gì được, ba không biết nói gì hết. Bé ơi, thiên ơi, chú chưa chết rồi, mới đây mà con qua Campuchia rồi, chứ con ở qua thì sao rồi, xem con ơi, con bé ơi, chú cha. Con ba không biết nói gì nữa rồi, bé ơi, làm sao con gì được, cho ma con, bà, chị con gì được, không ai muốn nói gì được nữa mà. Tôi vô đây mà nó đói bụng, sáng mới ăn được dĩa cơm nè. Bé ơi, con ơi. Dạ, trong thời gian vừa qua thì rất nhiều người, rất nhiều thanh niên lừa đảo ra tàu biển để đi đánh cá. Nhiều người thì không về được. Có nhiều người phải nhảy tàu biển vì áp lực công việc. Công việc rất cực khổ. Còn rất nhiều các thanh niên khác thì bị lừa bán sang Campuchia các chú. Nên vì vậy nên trong cái câu chuyện này thì có thể là con chú có thể là bị lừa đảo sang bên Campuchia là có thể xảy ra. Chú như vậy mà chết ra làm gì. Hy vọng trong những ngày sắp tới thì con chú xem được cái video này, con chú sớm liên hệ cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để tìm cách cứu giúp con chú trở về đoàn tụ cùng gia đình. Cảm ơn quý chú. Chú còn điều nào muốn chia sẻ trên cái video này không? Dạ. Chú còn điều nào muốn chia sẻ trên video này không chú? Tôi chia sẻ là chính giờ cũng cứ mong bà con trong cộng đồng mạng ráng cứu giúp cho con tôi, chứ tôi cũng biết nói gì nữa chú. Dạ. Ở cuối video thì con cũng xin chúc chú cùng với toàn thể gia đình luôn luôn mạnh khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Hy vọng trong những ngày sắp tới thì con chú sớm liên hệ cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương
hoặc cho công Trần, hoặc cho điện thoại cho chú báo tin. Các anh em đây đưa con chú trở về đoàn tụ cùng gia đình chú nhé. Dạ, tôi cảm ơn chú. Dạ. Dạ, công Trần xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại quý cô chú, anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.